Đây, vào đây chơi. Đây là em Đực. Đến hôm nay là vừa cân là được chưa đến giờ ăn là được 27 cân. Đây. Để cho nhìn dai cận cảnh. Đây là con của Vin và Phây. Con của Vin và Phây. Thanh niên này để bạn nào thích nuôi một cái con chó khôn khỏe làm bạn trong nhà thì đón thanh niên này. Nhìn mặt bây giờ là đã thấy mặt Vin rồi đấy. Thấy mặt Vin luôn rồi. Ok. Để lại gần thằng Đại. À, thế này đi, cho nó thẳng vào. Nào. Yên, em đứng yên đấy. Em đứng yên đấy, đứng yên đấy, đứng yên đấy. Không được. Phải để xiên chéo này. Nào. Nào, cho nó sáng này. Ngắm cho rõ vừa là một tí để mọi người xem cái vận động của nó rồi. Thanh niên này di truyền mấy sợi lông trắng ở cổ như bố Vin. Cái này nó là pha lông thôi chứ nó không phải là mảng lông. Nó không phải là lỗi. Chui tận xuống đây rồi. Ra lại mõm này là một quả vào chỗ nào mà hơi sâu mõm đây. Tay mặt ở phía đâu này. Đây, tay mặt đây. Bền luôn. Dày dợ chán nhỉ. Đây nè, đang hóng ăn rồi. Nào. Đây. Đây để mọi người nhìn cái giải màu của thanh niên. À, chân cẳng giải màu. Hứ. Ừ. Đấy. Thanh niên này đang ở tuổi thay lông. Đây. Chủ về chủ để xoay rõ xem là mọi người này để cho mà biết được là cây thế nào nó là pha lông. Đây này, mọi người thấy không? Lông đen nó pha một vài sợi trắng chứ nó không phải là mảng nhá. Y như bố Vin. Vin ở ngực của Vin là cũng có pha mấy sợi trắng. Nhỏ đi thì nó sẽ thanh niên đẹp trai ngay. Mà không nhổ đi thì cứ để như thế cũng chả sao cả. Đây, giải màu đến hôm nay thì cái giải màu sẫm lắm rồi. Hứ. Ừ. Đây cái lông của nó đây. Hôm nay đã nhìn thấy cái đầu của nó là lông. Lông đầu của nó là thay xong này. À, lưng của nó này. À, mé bên này so với lại hôm trước mấy hôm như mình đã nói là hôm trước là lông của nó còn đang thì vừa mới rụng xong hôm nay. Hôm nay là cái lớp lông ở bên trong nó mọc được nhiều hơn là nhìn cái mé lông ở bên lưng này của nó đã mượt rồi này. Hôm nay là chỉ còn ở cái dải sống lưng thôi. Chỉ còn ở dải sống lưng thôi là bởi vì sao? Bởi vì cái lớp lông ở bên trong nó chưa có mọc đủ. Thì nó sẽ ra
cái kiểu lông lưng nó xoăn như thế này. À, mọi người mà xem Ego ấy thì Ego ở cái giai đoạn này Ego lông cũng xoăn như thế này đấy. Nhưng thực ra là đây là những cái con mà như thế này đã là những con lông ngắn rồi. Giai đoạn thay lông thì nó thế. Còn khoảng 2 tháng nữa lông nó mọc đủ lên thì nó sẽ lại mượt về bình thường. 2 tháng nữa là cái chỗ lưng này nó sẽ như là cái chỗ này. Lông nó sẽ như thế này. Nè. Yeah. Đấy. Cái lớp lông đệm ở bên trong nó còn đang mọc được lên, nó đang rất ít. Đây để mọi người xem kỹ thanh niên này, hôm nay là cân đói chưa đến giờ ăn là 27 cân rưỡi. Ăn xong thì nó mà ăn xong thì 29 cân 30 cân. Tầm này đang là tầm ăn khỏe. Nếu mà chủ mà nuôi cơm thịt thì có cho nồi cơm điện hết. Ok. Ok, quay lại. Ok. Chân cẳng nó rất là khỏe. Rồi, đi vào. Chuẩn bị ăn thôi. Vừa rồi là quay con của Marvin với lại con Phây, một con chó mà ngày bé là ở cái mức giá thấp của trại. Bạn nào mà quan tâm đến cái con đực này, muốn bắt một con đực họa hiếm, mới có một con đực mà nó theo kiểu nó ở lứa tuổi này thôi, thì liên hệ với trại sớm nhất. Bây giờ này em nó đã, người em nó đã đầy đặn lại rồi, nó không như hôm trước nữa. Hôm trước là đăng lên để tìm chủ cho nó, nhưng mà nghĩ đi nghĩ lại thấy người nó còn đang thì bị gầy vì nó liếm con cóc, và nó bị phỏng mất, nó phỏng ra miệng, nó không ăn được mấy ngày, thành ra là cái con chó nó gầy, nó không ăn mất được 4-5 ngày gì đấy. Đến hôm nay thì là con chó nó hoàn toàn về cái thể trạng bình thường rồi, thì sẽ đăng lên để cho nó về nhà mới. Ok, ai mà quan tâm thì liên hệ với lại Gervi qua số điện thoại với Zalo 0981115000 mọi người nhé. Xin chào các bạn và hẹn gặp lại ở video tiếp theo. Thank you and see you again. Vừa rồi là quay con của Marvin với lại con Phây, một con chó mà ngày bé là ở cái mức giá thấp của trại. Bạn nào mà quan tâm đến cái con đực này, muốn bắt một con đực họa hiếm, mới có một con đực mà nó theo kiểu nó ở lứa tuổi này thôi, thì liên hệ với trại sớm nhất. Bây giờ này em nó đã, người em nó đã đầy đặn lại rồi, nó không như hôm trước nữa. Hôm trước là đăng lên để tìm chủ cho nó, nhưng mà nghĩ đi nghĩ lại thấy người nó còn đang thì bị gầy vì nó liếm con cóc, và nó bị phỏng mất, nó phỏng ra miệng, nó không ăn được mấy ngày, thành ra là cái con chó nó gầy, nó không ăn mất được 4-5 ngày gì đấy. Đến hôm nay thì là con chó nó hoàn toàn về cái thể trạng bình thường rồi, thì sẽ đăng lên để cho nó về nhà mới. Ok, ai mà quan tâm thì liên hệ với lại Gervi qua số điện thoại với Zalo 0981115000 mọi người nhé. Xin chào các bạn và hẹn gặp lại ở video tiếp theo. Thank you and see you again.